của đài VN Media 2020 cũng như bạn bè trên Facebook và thân cũng như tất cả những thân chủ của nhà hàng Chay Di Lạc cũng như thân chủ của Thomas. Và một lần nữa Thomas chúc cùng với anh Hồng Dũng tiếp tục gửi đến với quý vị trong cái chương trình live show ăn chay ăn ngay trong hôm nay. Cũng xin giới thiệu với quý khán giả, anh Hồng Dũng đang ngồi bên cạnh Thomas, mời anh chào khán giả nhé. Dạ vâng, hân hạnh chào anh Thomas cùng tất cả quý khán thính giả đã trở lại với chương trình của Vietnam Media 2020. Chúng tôi rất là hân hạnh để có thể tiếp chuyện cùng tất cả quý vị với những thông tin thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Và kính chúc quý vị cùng toàn thể gia đình được sức khỏe dồi dào, vạn sự an lành. Và rất cảm ơn anh Hồng Dũng, dù rất là bận rộn trong công việc điều hành cái nhà hàng Chay Di Lạc và anh cũng có rất là nhiều cái chương trình trong cộng đồng. Nhưng anh vẫn dành riêng cho báo của VN Media một cái buổi live show. Hy vọng rằng đây là một trong những cái chương trình có thể đem lại những cái thông tin bổ ích giúp cho sức khỏe cũng như hiểu được về vấn đề ăn chay. Thì hôm nay chủ đề của chúng tôi sẽ nói về xu hướng ăn chay. Đó cũng là một trong những cái điều mà có lẽ trong thời gian gần đây, không những là trong những cái Phật giáo hay là những người già cả hay là những người lo cho sức khỏe ăn chay, mà có lẽ ăn chay nó đã trở thành một cái giống như một cái xu hướng sống cho tất cả, kể cả những giới trẻ, không phải riêng gì cho cộng đồng Việt Nam mà trên toàn thế giới. Đó cũng là một trong những cái chủ đề mà chúng tôi muốn rằng sẽ mang đến cho quý vị. Thì định nghĩa xu hướng ăn chay thế nào, mời anh Hồng Dũng gửi đến quý khán giả đi anh. Dạ vâng, cảm ơn anh Thomas. Kính thưa quý vị, nói đến cái xu hướng ăn chay có nghĩa rằng cái phong trào, cái hướng đến của rất nhiều người, họ thích ăn chay hơn là ăn mặn. Khởi đầu có lẽ là chúng ta phải biết rằng cái nền văn hóa của Ấn Độ là một cái nền văn hóa mà từ trước đến nay họ vẫn là cái người dùng thực phẩm chay rất là nhiều. Ở các xứ Ấn Độ có sự quan hệ đối với một số các quốc gia ở tại Nam Á, trong đó thì Pakistan, Afghanistan và Bhutan. Rồi dọc theo những cái con đường tơ lụa đó thì chúng tôi thấy rằng những người dân ở đó họ có một cái nền văn hóa mà về ẩm thực thì thường thường họ dùng cái thực phẩm chay rất là nhiều. Tuy nhiên cái điều mà chúng tôi nói ở đây đó là với một cái kinh nghiệm để mà thực hiện một cái nhà hàng chay trên 2 thập niên vừa qua đó, thì cái khuynh hướng của giới trẻ hiện nay họ đã đi theo cái con đường là ăn chay rất là nhiều. So với hồi xưa thì người ta nói rằng chỉ có ông già, bà cả mới ăn chay, nhưng thực tế thì đến ngày hôm nay đó, tầng lớp thanh niên, sinh viên và nhất là các em học sinh, họ có cái khuynh hướng ăn chay. Và cái ăn chay của họ không phải là tu hành, cũng không phải là một cái vấn đề mà nó cái mốt gì cả, mà họ cảm thấy rằng ăn chay nó là một cái vấn đề tạo nên cái sức khỏe của họ nó tốt hơn. Và thực tế thì các em mà Việt Nam của chúng ta mà khi sinh ra và lớn lên ở tại đất nước Hoa Kỳ này đó, thì nó cũng có một cái ý nghĩa là nó không có muốn ăn bất cứ cái gì mà có vẻ là làm động đến những cái loại thịt, mà đó là thịt của bất cứ một cái loại súc sinh nào. Cho nên cái khuynh hướng đó nó dần dần nó trở thành một cái vấn đề như là phong trào. Cho nên đối với nhà hàng của chúng tôi thì phục vụ cho các em học sinh, sinh viên và giới trẻ thì đó là một cái con số đáng khích lệ. Cho nên cái khuynh hướng đó chúng tôi nghĩ rằng càng ngày có thể là các em nó sẽ phổ cập nhiều hơn nữa. Và đó là cái điều mà chúng tôi muốn đưa cái thông tin này đến với tất cả quý vị để biết rằng không riêng gì đối với những người cao niên và trung niên, và giới trẻ hiện nay họ có cái khuynh hướng ăn chay để bảo vệ cho cái sức khỏe của họ, làm cho họ có một cái tinh thần khỏe mạnh hơn và đặc biệt là có một cái sự thông minh ở trong cái trí tuệ, mà họ nghĩ rằng ăn chay nó là một trong những cái phần tích tụ để tạo nên cái trí nhớ dài hơn là ăn mặn. Cảm ơn anh Hồng Dũng. Thì như anh Hồng Dũng vừa trình bày với chúng ta đó, thì cái xu hướng ăn chay ngày nay không phải là mới đây nhưng cũng đã nhiều thập kỷ qua. Bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng rất nhiều nhà hàng chay mọc lên, cũng như rất nhiều cái câu lạc bộ về ăn chay đã quy tụ rất là đông cái thành phần tham dự và hội viên trong đó. Không những ăn chay giúp cho chúng ta sức khỏe tốt và có thể giúp cho chúng ta giữ được những cái dáng vóc gọn gàng hơn. Có lẽ trong cái giới phụ nữ
cái xu hướng đầu tiên họ đến cũng là một trong những cái điểm đó là làm đẹp. Bởi vì sao? Ăn chay thì nó sẽ không có nhiều chất mỡ, chất protein, cho nên nó không có dư thừa nhiều những cái calorie để nó làm cho chúng ta béo phì lên. Thì đó cũng là một trong những cái xu hướng trẻ và dần dần đến lan rộng ra cho tất cả nam giới cũng như tất cả những em nhỏ. Bởi vì theo như Thomas thấy đó, khi mà cái đồ chay mà chúng ta làm đúng của nó đó, quý vị có thể đơn giản thôi, một cái cải ngọt ở trong cái Costco mà trong cái hộp đó quý vị ha, nếu mà quý vị làm đúng, quý vị cắn vào một cái nó ngọt mà nó giòn, nó có một cái mùi vị hết sức là ngon ngọt, chứ không phải là đơn giản như là một cái nghe nó tới chay nó cảm thấy như là lạnh nhạt. Và thật sự là như vậy, khi mà chúng ta hiểu được nó và đi sâu vào cái quá trình đó thì sẽ thấy rằng ăn chay là một trong những cái xu hướng mà ngày nay rất nhiều giới trẻ đã tham dự và đến. Thì thưa anh Hùng Dũng, trong cái quá trình anh điều hành cái nhà hàng cũng đã hơn gần 20 mấy năm phải không anh? Dạ vâng. Thì anh thấy rằng là cộng đồng Việt Nam mình, rồi những cộng đồng nào thì họ đến với anh nhiều nhất? Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, cảm ơn cái câu hỏi này của anh Thomas. Bởi vì nếu mà tính theo cái sắc dân á, thì thưa quý vị, dĩ nhiên là chúng tôi là một nhà hàng nó mang cái khẩu vị của Á Châu, thành thử ra cái người Việt là cái người mà đến đông nhất. Đó là vấn đề chính yếu. Bên cạnh người Việt á, thì thưa quý vị, người Ấn Độ là cái sắc dân mà chúng tôi có thể kể đến, họ chiếm một cái tỷ lệ rất là cao và rất là đông. Bên cạnh đó thì người Mỹ, rồi người Hoa Kỳ, đặc biệt là các phụ nữ người Hoa Kỳ, họ cũng rất là thích ăn chay với một con số lượng mà chúng tôi gọi là lên đến trên 5-7% nếu mà tính theo cái số lượng khách. Và bên cạnh đó thì các cái sắc dân khác, trong đó thì chúng tôi nói người Việt mang cái ý nghĩa là không riêng gì người Việt Nam mà người Đông Dương, ví dụ như là người Tàu hay là người Malaysia, người Singapore, tất cả những người đó thì họ có phụ nữ ăn chay đã đành. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi là thấy có một cái điều đặc biệt là các em trẻ của người Mỹ bây giờ họ đã có phụ nữ ăn chay, nhất là các em gái mà khi học các trường như là ở trong cái khu vực của học khu Eastside, thì chúng tôi thấy rằng cái số lượng của các em học sinh nữ mà người Mỹ họ tới ăn chay dường như là một tuần chúng tôi bắt gặp được 2-3 lần ít nhất. Cảm ơn anh Hồng Dũng. Thì đó là một trong những cái xu hướng mà có lẽ là đông đảo mọi thành phần, từ già trẻ lớn bé và mọi sắc dân, mọi cộng đồng, mọi dân tộc đều có cái xu hướng ăn chay như vậy. Và riêng một điều theo như Thomas nghĩ đó, thì khi chúng ta ăn chay đó thì trong cái tâm linh, cái suy nghĩ của con người nó cũng có những cái sự khác biệt lắm. Đó là cũng là một trong những cái chủ đề mà chúng tôi đã nói vào những tuần trước, nhưng hôm nay chúng tôi cũng xin thưa thêm và chia sẻ với quý vị. Thì xin anh Hùng Dũng cho biết rằng khi mà một người ăn chay đấy thì cái suy nghĩ của họ nó có khác biệt với những người ăn mặn của mình? Dạ vâng, nó rất là khác ha. Nó khác. Bởi vì anh ăn cái gì anh cho tôi biết, tôi sẽ biết anh là người như thế nào. Cái điều đó nó hình thành ra mỗi một con người của chúng ta. Đặc biệt là ví dụ như là trong gia đình đó, chúng tôi đã tiếp xúc rất là nhiều những gia đình. Thì những gia đình mà họ ăn chay đó thì cái vấn đề mà bạo hành trong gia đình nó ít xảy ra, hoặc nó xảy ra cũng ở trong một cái khiêm tốn tương đối, so với những cái gia đình mà họ có những cái bạo lực trong gia đình rất là mạnh, khi mà họ đã dùng những cái vấn đề mà thịt hay là cá hay là những cái chất mà có nhiều cái máu mủ nhiều hơn. Thành thứ cái đó là nó thuộc về cái physical, tức là nó vật chất thôi. Khi mà chúng ta ăn những cái thịt, thưa quý vị, cái tế bào của thịt á, nó mang những cái tế bào mà trong đó trước khi nó bị làm thịt á, nó mang một cái sự đau đớn, bên cạnh cái sự tức giận, và dĩ nhiên là nó có những cái buồn phiền trong cái sớ thịt của nó. Cho nên khi mình ăn những cái tế bào của những cái con vật trước khi nó bị giết á, thì nó mang những cái hình ảnh của cái sự đau khổ, buồn vui lẫn lộn đó đó, thì mình lại là cái người trực tiếp để mà thừa nhận những cái tế bào đó vào trong người của mình. Cho nên dù nhiều hay ít thì chúng ta cũng bị lây nhiễm những cái tính chất của một cái loại thịt mà nó mang một cái hình ảnh của những cái sự đau buồn hay là giận dữ hay là phiền não. Trong khi đó thì thưa quý vị, bây giờ người ta cũng có nhiều cái loại thịt chay mà họ đã tạo ra
từ những cái protein rất là đặc biệt. Mùi vị thì có lẽ là nó không phải giống như là 100%, nhưng mà nó có một cái khả năng tương đương với 85-95%. Đó là một trong những cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng có thể giải quyết được những cái thực phẩm mà giúp cho chúng ta thay đổi được cái cuộc sống và thay đổi được cái tâm tính. Trên cái bệnh viện nghiên cứu của rất nhiều những nhà khoa học, khi mà họ thấy những đứa trẻ mà nó bị cái tính chất là nóng nảy đó, và họ đã tách rời một cái nhóm của hai nhóm. Một nhóm vẫn tiếp tục cho nó ăn những thực phẩm bình thường, hamburger, thịt heo, thịt bò. Và cái nhóm thứ hai là họ cho ăn tuyệt đối là thực phẩm chay. Thì sau một thời gian như vậy là 6 tháng, họ tìm hiểu trở lại thì thấy cái nhóm mà các em ăn chay đó, nó bắt đầu không đau. Tức là cái hình ảnh của những cái đứa bé đó nó không còn nóng nảy nữa, nó không còn ở trong một cái trạng thái nghĩa là ở trong lúc nào cũng nghĩa là bất nóng nảy chiều à, ở trong một cái trạng thái lúc nào cũng khó chịu hay là phải hoạt động phải là nọ kia nữa. Thì đó là một trong những cái mà họ có thể kết luận rằng ăn chay nó tạo cho cái tính tình của con người nó dịu hơn, nó calm down hơn. Và có lẽ cái điều đó nó đã rút ra một cái kinh nghiệm là thực phẩm đã tạo ra cái tính chất của con người. Cảm ơn anh Hồng Dũng. Thì như quý vị cũng biết, chúng ta coi trên những cái phim ảnh hay là rất đa số, gần như là nhất là phim ảnh của Mỹ, khi chúng ta thấy những cái hình ảnh mà bắn giết người hay là những cái hình ảnh đổ máu hay là những cái con vật bị chết, thì thường thường nếu mà có đứa nhỏ trong cái hình ảnh đó thì lúc nào người lớn cũng che mặt đứa nhỏ lại hoặc là quay nó ngược lại không cho nó nhìn thấy. Bởi vì sao? Khi mà một cái trí tuệ của đứa nhỏ như vậy nó chưa đủ cái hình dung được, nó chưa đủ cảm nhận hết khi mà nó thấy một cái đó, mà đối với nó bình thường thì nó sẽ trở thành bạo lực, và cái điều có thể khủng hoảng đến cái vấn đề tâm lý. Chính vì vậy đó, thì qua cái câu chuyện hôm nay anh Hồng Dũng cho chúng ta biết đó, thì ăn chay nó làm cho cái tâm tính nó co đau lại, nó bình tĩnh lại, thì đó cũng là một cái điều mà sẵn trong cái chương trình này chúng tôi cũng lưu ý với quý phụ huynh, đừng có bao giờ cho con em chúng ta làm thịt, mổ thịt hay là bắn những cái con chim, con vịt, con gà, dù đó là gà vịt hay là heo hay là những cái vật cái động vật để gia súc cho chúng ta ăn, nhưng mà cũng đừng bao giờ cho trẻ em nó đụng tới cái vấn đề đó. Ăn thì được nhưng mà đừng có bao giờ giết thịt, nó sẽ làm cho cái đứa bé đó cảm giác cái vấn đề đó rất bình thường. Mà nếu mà một trong những cái vấn đề mà giết hoặc là thấy máu mà bình thường như vậy đó, thì đứa bé nó sẽ hình thành từ từ cái sự bạo lực lên trong cái tâm trí của nó. Cho nên ăn chay cũng là một trong những cái vấn đề mà tại sao anh Hồng Dũng vừa thưa với chúng ta, làm cho tâm tính con người ôn hòa, vui vẻ và ít bạo lực hơn trong gia đình. Đó cũng là một trong những cái do research mà rất nhiều công ty, nhiều nhà khoa học, nhiều nhà phân tích họ đã từng làm rất là nhiều để hiểu được rằng cái vấn đề bạo lực của gia đình và xã hội nó giảm như thế nào. Rất cảm ơn anh Hồng Dũng. Thì nhân đây anh còn có những vấn đề gì gửi đến và chia sẻ với bà con đồng hương mình không anh? Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Thomas đã nêu ra cái điều mà anh vừa nói đó. Tức là những phụ huynh, chúng tôi xin nhắc nhở quý vị, ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta có những cái tập tục mà nó cũng không có lành mạnh. Ví dụ như là đám cưới, đám tiệc đó, thì mình giết heo, giết bò. Mấy đứa nhỏ, nhất là con cháu của chúng ta, nhất là hàng xóm, bu tới coi họ giết heo, giết bò. Nhất là giết con heo, cột con heo lên mà giết rồi nó ép, rồi nó chảy máu ra, rồi có những đứa bé nó nhìn thấy như vậy, nó nhìn hoài như vậy thì bắt đầu cái tâm tưởng của nó cảm thấy rằng giết người hay là giết trâu, giết bò là một cái chuyện bình thường. Đó, dạ. Cho nên á, cái đứa trẻ ở sinh ra ở Hoa Kỳ hay là một số các quốc gia Tây Phương đó, mặc dù những cái đất nước của chúng ta đương ở này đó, họ giết heo, giết bò nhiều lắm, nhưng mà những cái chỗ nào họ giết là họ rất là đặc biệt, không có để lòi ra cho đứa trẻ nó thấy. Do đó thưa quý vị, quý vị ở nhà nếu mà giáo dục con em thì quý vị phải rất là lưu ý. Bởi vì cái đứa bé nó nhìn thấy, nó không có nói hoặc là nó không có phản ứng lúc đó, nhưng mà càng ngày nó càng nhìn thấy cái điều đó, nó ăn sâu vào tâm trí. Và điều đó nó khiến cho cái hành động của nó ở trong một cái lúc nào đó nó có thể cầm dao giết người tỉnh bơ. Thì đó là cảm thấy nó đã diễn ra dạ, bình thường. Vâng, đó đây, rất là bình thường như vậy. Thành thử ra
giáo dục gia đình, đặc biệt là các em nhỏ, quý vị phụ huynh luôn luôn lưu ý và giúp cho các em đừng bao giờ thấy những hình ảnh giết chết, kể cả những vấn đề phim ảnh mà quý vị có thể gạn lọc được, thì đó là có điều mà chúng tôi nghĩ rằng thế giới sẽ hòa bình từ những hành động của quý vị. Rất cảm ơn anh Hồng Dũng, thì đó cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng tôi muốn lưu ý và nhắc nhở đến những cái phụ huynh, nhất là ở Việt Nam, như anh Hồng Dũng vừa biết, vừa cho chúng ta biết đó, ở Việt Nam gần như chúng ta săn bắn tất cả những loài thú, loài vật chung quanh chúng ta, chẳng hạn như rắn, chuột, rồi chó, mèo, có nghĩa là cái gì mình cũng ăn hết. Thật sự thì đó cũng là một trong những làm cho những cái đứa trẻ đó vô tình mình tạo cho nó những cái hình ảnh lặp đi lặp lại như vậy, và nó cảm thấy đó là bình thường. Thật sự đó là một trong những cái vấn đề giáo dục mà theo cái hệ thống giáo dục của Mỹ, họ hết sức là quan tâm tới cái vấn đề đó. Kể cả tất cả những cái hình ảnh trên phim ảnh, kể cả những cái sinh hoạt, những cái công việc giống như anh Hồng Dũng vừa nói đó, những cái trại mổ heo, những cái lò mổ bò, mổ làm gà, họ cũng rất là kín đáo và không bao giờ họ cho cái những đứa trẻ nhìn thấy được cả. Bởi vì sao? Nó rất là tác động đến cái tâm lý của bé. Thì chính vì vậy mà chúng tôi cũng mong rằng ở đây chúng ta không phải muốn nói rằng chúng ta cần phải thay đổi ngay lập tức, mà nhất là ở Việt Nam chúng ta nên hạn chế ăn là những cái con vật nhiều, chẳng hạn như rắn hay là những con chim. Bởi vì sao? Những cái động vật đó ở Mỹ này gần như nó được bảo vệ rất là cao nha quý vị. Theo như Thomas biết đó, mỗi một con vịt trời đó, mà nếu mà mình mà bắt một cái là phạt từ 500 đồng trở lên, phải không anh? Cho nên ở Mỹ quý vị sẽ thấy vịt trời nó nhiều không thể tưởng tượng. Thỉnh thoảng đó thì tôi vẫn đi lên San Francisco, có nhiều lúc mà đi mình thấy là chim nó đậu nó rất là nhiều, nhưng mà con chim mà nó bay xuống nó đậu trên vai mình rất là bình thường. Chim nó đậu trên vai, nhưng mà thưa quý vị, con chim nó cũng cảm giác được là khi mà mình có những cái hành động mà có thể giết nó hoặc là hại nó thì nó rất là dữ dằn và nó cũng tìm cách lánh xa. Thì cuộc đời nó là vậy, bởi vì cái gì cũng vậy, kể cả cái chuyện mà ví dụ như con chó, con mèo mà mình nuôi ở nhà với những cái tâm mà mình để lưu ý và mình quan tâm, mình thương yêu thì nó cũng rất là mến mình. Còn trong khi đó thì mình có một cái thái độ nghĩa là hung hăng, hay là mình có cái vấn đề cố sát, thì chắc chắn là con vật đó nó cũng sẽ tìm cách lánh xa mình. Thì cuộc đời nó vốn là như vậy. Thành thử ra hy vọng quý vị phải lưu ý để mà giúp cho con em của mình nó đừng có bao giờ trực diện với những cái sự chết chóc, với sự giết chết. Thì đó là cái điều mà chúng tôi hy vọng đứa trẻ nó lớn lên trong một cái hình ảnh của một cái đứa bé nó tốt hơn. Thì đó là mong ước của chúng tôi là như vậy. Rất cảm ơn anh Hồng Dũng. Thì như vậy, để trở lại cái vấn đề ăn chay, nó là một trong, không phải là cái xu hướng cho sức khỏe, cho cái sắc đẹp, thì giữ gìn được dáng vóc, thì trong đó nó còn có liên quan đến những cái tâm tính của con người, liên quan tới cái cảm nhận của những đứa trẻ, và kể cả người lớn của chúng ta cũng vậy. Thì theo như hiện tại với tuổi tác anh Hồng Dũng với Thomas, mình cũng đã bước vào cái giai đoạn cũng là trên trung niên rồi, thành ra cảm thấy rằng cái sự ôn hòa vui vẻ đó, và mình nhịn được một cái vấn đề gì nóng xảy ra đó, mình cảm thấy mình vui, mình mừng lắm. Chẳng hạn như một cái trường hợp nó xảy ra đột ngột đối với mình mà mình co đau, mình kềm chế lại và mình không nóng nảy bộc phát ra. Không biết quý vị thì sao, chứ với Thomas mỗi lần làm được như vậy đó, Thomas rất là cảm ơn bản thân mình đã kềm chế. Và chắc chắn trong cuộc đời nó rất nhiều xảy ra, có thể là hàng tuần nó phải có ít nhất một hay hai lần đến với chúng ta, kể cả xung quanh chúng ta, vợ con, vợ chồng, con cái, anh em, cha mẹ hay là xã hội, rất là nhiều. Chẳng hạn như quý vị đang đi xe đằng sau có ai bóp cò tiên nhiên tiên, quý vị cũng nóng lên, vâng. Nhưng mà làm sao đừng có nóng. Đó là cái mà thật sự Thomas cũng chia sẻ với quý vị. Thomas qua Mỹ đã trên 18 năm, Thomas chưa bao giờ bóp một cái còi lần nào luôn. Đó cũng là một trong cái điểm mà Thomas vừa nói chuyện với bạn bè, Thomas vui lắm. Và con cái của Thomas nó nói, còn thấy có mình ba lái xe, ba về Cali, ba lái xe ba nhường cho người ta không à, người ta xin cái là ba nhường. Và nó tại vì cái này mình học được từ ở Utah. Quý vị, ở Utah dễ thương lắm, cái vùng mà
Salt Lake City, ngay cái thành phố capital của nó đó. Utah là một trong những cái nơi mà cái đạo Mormon nó rất là nhiều, gần như 70%, thì họ sống họ rất là coi trọng cái cộng đồng lắm. Cho nên khi mà xe Thomas vừa chờm ra từ cái đường nhỏ là họ đứng lại luôn, chứ họ không có còn phải chạy như chậm, thì họ đứng lại luôn cho mình ra. Thì Thomas ở đó 8 năm, mình đã cũng cái thói quen đó rồi. Đúng khi rồi. Họ nhường mình thì mình cũng phải nhường người ta. Đúng rồi. Vậy thành ra cái gì nó cũng vậy. Thì cái vấn đề như vừa rồi chúng ta nói, thì trong cái vấn đề ăn chay nghe nó một cái chủ đề thật là đơn giản, nhưng mà chắc chắn là hai anh em chúng ta sẽ không còn biết bao nhiêu cái điều nó liên quan tới ông Dũng. Anh Thomas vừa đưa ra đó, thì chúng ta mới biết rằng trên đời này đó, mình chiến thắng người khác á, mình đánh hơn người khác là cái chuyện đó, nói cho đúng nó cũng dễ đó. Còn chiến thắng chính mình là một điều vô cùng khó, hết sức là khó. Chiến thắng mình là một cái chiến thắng oanh liệt nhất. Do đó đó, thưa quý vị, thực sự đó, mình nóng nảy, mình đấm vào mặt người ta thì cái chuyện nó đơn giản thôi. Nhưng mà mình nóng nảy, nhưng mà mình biết rằng lùi một bước thì biển rộng trời cao. Nếu mình thắng được cái đương giận của mình ở trong cái cơ thể của mình thì đó là một chiến thắng vinh quang. Cho nên quý vị cứ thực tập đi, bởi vì cái đó là một sự tỉnh thức. Một sự tỉnh thức đó là muốn được tỉnh thức như vậy đó, mình cần phải có những cái thực phẩm mà mình ăn uống nó mát dịu, nó đừng có làm cho mình ở trong một cái lúc nào cũng nóng nảy, cũng phiền muộn, thì cái tỉnh thức đó nó cũng khó có thể giúp mình chiến thắng chính mình. Do đó thưa quý vị, thực phẩm là một trong những cái mà nó tạo cho con người của mình, tính chất của mình, cơ thể của mình. Do đó quý vị ăn một cái gì cũng cần phải lưu ý cái này, ăn nó bổ dưỡng như thế nào và nó đem cho mình cái lợi lạc như thế nào và lợi lạc cho tất cả mọi người như thế nào. Thì khi đó quý vị quán tưởng được như vậy thì thức ăn nó trở thành một cái dược thực, đó với đúng nghĩa là chúng ta ăn uống. Cảm ơn Hồng Dũng. Thì nhân đây chúng tôi cũng rút ra một cái điều, chắc có lẽ là chúng tôi nói ở đây có nghĩa là chúng ta chung chung và đưa ra những cái lý luận với cái xã hội để mang lại những điều tốt đẹp. Thì những quý vị nào thử đi nha, những quý vị nào lâu nay nóng nảy, hãy đụng tới là nóng liền, đụng là nóng liền, thì quý vị thử ăn chay đi. Ăn chay cho khoảng một thời gian, phải từ 6 tháng đến 1 năm đi, rồi quý vị mới bắt đầu view lại, mới cảm thấy mình có co đau hay không. Thomas Chúc và anh Hồng Dũng rất tin chắc rằng nó sẽ thay đổi. Điều đó là dứt khoát, là bởi vì thật sự đó, cái con người đó, cái gì nó cũng thay đổi được, cái gì cũng có thể thay đổi được. Cho nên tính tình của con người đó, nó rất là nóng nảy đó, nó tùy theo cái bản chất của mỗi con người. Nhưng mà có những ông chồng hay là có những bà vợ nóng nảy khủng khiếp lắm. Cái vấn đề nóng nảy này nó làm cho mình thất bại ở nhiều mặt lắm. Chắc chắn cái mặt mà thất bại nhiều nhất là tình cảm trong gia đình, và đồng thời nó là sự quan hệ với xã hội. Cho nên nếu mà quý vị muốn calm down, quý vị muốn cho nó đừng có nóng nảy một cách vô lối như vậy đó, thì dĩ nhiên nó có nhiều cái phương pháp, mà trong đó như anh Thomas vừa nói đó, một trong những cái phương pháp mà quý vị có thể giảm thiểu cái nóng nảy đó là quý vị nên ăn uống. Ăn chay và đồng thời đó quý vị nên uống nước thật nhiều. Thay vì một cái lần mà quý vị đang nổi một cái cơn giận dữ đó, quý vị nghĩa là nhớ một cái điều, phải lại uống một ly nước ra rồi trước khi làm gì làm, thì tự nhiên cái người của quý vị nó sẽ dễ dàng xuống cái hơi giận, và sau đó mình nói những cái lời nó dễ thương hơn, và hy vọng quý vị sẽ có nhiều bạn bè hơn, nhiều cái quan hệ tốt hơn. Thì đó là cái điều lợi cho quý vị. Và đồng thời quý vị càng nóng đó thì cái sức khỏe của quý vị nó vô cùng nguy hại, nó có thể dồn máu lên não, nó có thể đứt mạch máu não. Nhưng mà nếu calm down thì quý vị sẽ có một cái sức khỏe nó rất là dồi dào, và đó là cái điều mà chúng tôi hy vọng quý vị có được một sức khỏe tốt để có thể cùng với chúng tôi trong những cái live show này, để mà chúng ta cùng nói chuyện với nhau cho cuộc đời nó thêm ý vị. Cảm ơn Hồng Dũng. Thì trong cái chương trình hôm nay của chúng tôi rất là muốn nói nhiều với quý vị lắm, nhưng chắc chắn thời gian nó cũng không còn nhiều. Thì để kết thúc trong chương trình, và một lần nữa rất cảm ơn anh Lê Hồng Dũng, anh Nguyễn Hồng Dũng, chủ nhân của nhà hàng Chay Di Lạc, đã dành một cái thời gian quý báu để chia sẻ trong cái quá trình anh điều hành nhà hàng chay, cũng như anh cũng rất là đam mê trong cái vấn đề ăn chay. Chính vì vậy mà có lẽ là một cái công việc của anh nó đã gần như kéo dài trên 20 năm, không anh? Dạ vâng. Anh rất là đam mê và duy trì mãi cái nhà hàng.
Đó cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi cũng rất cảm ơn anh Hồng Dũng. Thì để quý vị nào trong bà con đồng hương mình ủng hộ về vấn đề ăn chay thì nên ghé nhà hàng Chay Di Lạc ở đường Queen Bee của San Jose, California. Anh có thể cho bà con mình cái địa chỉ đi anh. Dạ vâng, nhà hàng cơm Chay Di Lạc, cái địa chỉ là 2850 Queen Bee Road, suite 125, thành phố San Jose, thuộc cái vùng là California 95148. Nếu quý vị có cơ hội thì gọi số phone là 408-238-8686, 408-238-8686 để chúng ta có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Hồng Dũng, và một lần nữa chúng tôi thay mặt trong cái chương trình live show ăn chay ngay rất mong quý vị đón nghe và chia sẻ rộng rãi trên Facebook để cùng chúng ta chia sẻ những cái điều bổ ích trong cái vấn đề ăn chay. Và một lần nữa Thomas chúc cùng anh Hồng Dũng tạm biệt với quý vị trong hôm nay. Hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình.